Vâng, chào mừng các bạn đến với phần trình bày về công cụ kiểm thủ Actium dành cho các phần mềm di động của nhóm mình ngày hôm nay. Actium được biết đến là phần mềm kiểm thủ tốt nhất dành cho các ứng dụng di động như Android và iOS. Các nội dung chính bọn mình sẽ trình bày gồm có phần 1 giới thiệu Actium là gì, cơ chế hoạt động, phần 2 hướng dẫn cài đặt Actium và phần 3 là thử code demo dùng thử Actium cho một ứng dụng di động mà bọn mình chuẩn bị sẵn. Phần đầu tiên, chúng ta cùng đến với Actium là gì. Actium là công cụ mã nguồn mở được sử dụng để kiểm thử tự động, test automation các ứng dụng mobile như là native app, hybrid app, mobile app web. Nó là một ứng dụng viết riêng cho những nền tảng như iOS và Android, Windows Phone và nó hỗ trợ khá là nhiều ngôn ngữ, ví dụ như là Ruby này, C# này, Java này, Python này. Nó là một công cụ kiểm thử tốt nhất dành cho kiểm thử tự động trên di động. Nó sử dụng một giao thức JSON nội bộ để tương tác với các ứng dụng iOS và Android Native bằng cách sử dụng Selenium Web Driver. Và đồng thời thì Actium là một server HTTP được viết bằng Node.js để tạo và quản lý nhiều Web Driver Session cho các nền tảng khác nhau như là iOS, Android. Và Actium bắt đầu một test case trên thiết bị sinh ra một server và nghe lệnh proxy từ main Actium server. Với mỗi nhà cung cấp như là iOS và Android thì sẽ có một phương pháp và cơ chế khác nhau để chạy một test case trên thiết bị của họ. Phần thứ hai, cơ chế hoạt động. Actium như một server giúp cho test script viết bằng Selenium có thể chạy được trên các device như bên dưới đây. Là device là các thiết bị chạy hành Android. Đấy, các bạn có thấy Actium như một server để chạy các test script vậy. Và phần tiếp theo, điểm hạn chế của Actium là gì? Thứ nhất là nó không hỗ trợ các Android API level từ 17 trở xuống, tức là các phiên bản Android nhỏ hơn 4.2. Thứ hai là nó chạy test script khá là chậm trên platform iOS. Và thứ ba là nó hỗ trợ hành động cử chỉ có giới hạn. Thứ tư là nó không hỗ trợ task message. Chúng ta thử so sánh Actium với các công cụ kiểm thử khác nhé. Đây là trong bảng đây, bạn có thể thấy là Actium có khá nhiều điểm lợi thế khi mà nó hỗ trợ Android, iOS, Mobile Web. Hầu chung là hầu hết các tiêu chí thì nó đều hỗ trợ rất là tốt so với Espresso hay Robonium. Phần tiếp theo là phần hướng dẫn cài đặt. Phần hướng dẫn cài đặt thì chúng ta có thể nốt lại một vài bước chính như sau. Thì một điều quan trọng là Actium cài đặt khó hơn Selenium khá nhiều. Nó sẽ yêu cầu một vài thư viện cài cần thiết như là chắc chắn phải có Java này, Android SDK, Selenium, Java Client, Actium Server. Nếu bạn có thể chạy trên máy thật thì càng tốt, nếu không thì bạn sẽ chạy trên máy ảo là ví dụ như Zenimotion, và bạn sẽ cần có Eclipse để viết test script. Cách cài đặt thì đầu tiên cài Java khá là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ mặc định như là chúng ta đều đã cài Java vì chúng ta học OP. Chúng ta đã phải cài Java JDE, Java JDK. Tiếp theo là các bạn sẽ phải cài Android. À đây, để mình nói luôn, Java Runtime. Đơn giản thôi, các bạn lên web, search. Đây. Rồi, vào. Sau bạn nhớ accept. Rồi bạn down bản tương ứng của bạn như macOS, Windows, Linux đều được. Tiếp theo thì các bạn lại download Java Development Kit JDK, cũng search Google có ngay mà. Đó, accept rồi download bản tương ứng về cài trên máy bạn. Những phần chi tiết về cài từng gói này thì các bạn thể search trên một số trang khác, nó khá là đơn giản thôi. Tiếp theo, chúng ta có thể tải Android SDK thủ công hoặc là cài qua Android Studio luôn. Tự như mình thì mình cài qua Android Studio. Hoặc là các bạn thể đã search thẳng Android SDK. Search trên Google là có download Android SDK tool nhá. Nó sẽ gợi ý bạn download Android Studio này.
Cái này đơn giản hơn nhưng mà nó khá là lặng. Nếu không thì bạn vẫn thể download Android SDK bình thường. Đây các bạn, Android Studio Requirement này. Ở đâu nhỉ? Đã đây. Android SDK SDK Tool. Như mình là mình cài qua Android Studio. Mình đã cài sẵn. Thử mở một project nha. Để config về phần quản lý các SDK thì bạn thể vào Android Studio này. Có tìm kiếm SDK Manager. Đâu nhỉ? Processing hơi lâu các bạn. Đây. Mình đã cài sẵn rồi, các bạn thể có SDK Tool đây. Có cài các phiên bản tương ứng hỗ trợ thì mới nhất bây giờ chắc Android Q Preview. Rồi, tiếp theo. Selenium. Selenium thì bạn search Selenium cho mình. Selenium như mình đào đây là gì nhỉ? Download đây đó. Selenium Java. Đấy, bạn cứ lên mạng giờ xem Java sao bên trong có cái client này, node. Xong rồi bên trong có đầy đủ lib. Nếu bạn mới hơn thì mình sẽ xếp ít lib hơn, chắc nó gộp hết vào là một đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cài Java client. Java client là đây. Như mình đã download Java client 5.0.0 và Java 5 client 7.0.0 là file chấm ra, thì bạn có thể download bản mới nhất là 7.0.0 hiện tại. Tiếp theo là Altium Server thì bạn copy thẳng đoạn này lên Google là có. Bật nhiều tab quá. Đó. Download về thôi. Đọc qua một chút, biết thêm. Không cài bằng terminal cũng được. Build into node này. Xong rồi cài đây là xong, cài qua Brew rất là nhanh nhá. Bạn download thẳng được, như mình download thẳng thì phải, nhưng nhớ nhầm đấy. Cho tùy ngôn ngữ nào, cho Java thì dẫn ở đây, nó sẽ download về file các bạn uninstall, bỏ vào phần application, để cho macOS nhé. Bỏ application để là xong. Chạy app lên nó sẽ được như này, app Tium này. Hiện tại mình đang chạy một app Tium qua Android rồi. Thì ví dụ mình stop nhé. Phần tắt đi nhé. Ở đây App Tium này thì bạn đây bạn chọn cái đường file dẫn lên file APK mà bạn định test vào đây và app path này. Thế xong rồi ấn choose, à không, choose tức là đấy thôi. Nếu bạn chọn file nó sẽ ra đường dẫn này rồi. Xong bạn now launch. Đấy, non thì nó sẽ lên, đợi một xíu. Đợi xíu nó sẽ ở đây. Đó, đến khi nó hiện ra là Optimum REST HTTP Interface Listener Started On, cái cổng mà nó sẽ kết nối đây. Ok. Zenimotion thì bạn search Zenimotion trên Google rồi bạn đăng ký tài khoản nó, sign nó sẽ bắt đăng ký tài khoản bạn dùng cho bạn user ấy, miễn phí user. Sau đấy bạn mở về Zenimotion mình đây, bạn mở chọn một device ở đấy sẽ down mất khoảng mấy trăm mê, à không biết, chung mất mấy trăm mê gì đấy, không phải down hay là nó tự gen nữa. Còn nó ra player như này, mình đang dùng Google Lexus 4 này cho nhẹ rồi. Ok, Zenimotion nhá. Tiếp theo là Eclipse. Eclipse thì bạn cài như bình thường thôi để viết script. Sau khi cài xong rồi ấy, bạn vào Appium này, bạn mở Appium Server, đây nó sẽ hiện ra chạy này. Stop Server tức là đang chạy rồi. Appium Server chạy này là ok. Sau bạn sẽ vào Eclipse để viết script như mình ở đây đã viết.
clip. Đang lỗi tùm lum này. Đây, Optimum Demo đây, mình tạo một project. Thì bạn vào đây, lúc bạn mới khởi tạo project thì bạn sẽ add thêm thư viện cho nó, bạn vẫn vào kích chuột phải vào property. Bạn vào Java Build Path này. Ở đây nha. Xong rồi bạn nhớ là lúc đấy mình có mấy cái thư viện không? Ví dụ như là Java Client này, xong xem Java này, mấy thư viện này chấm file chấm ra này phải add hết vào. Thì bạn vào cái phần module path này nhé, xong bạn ấn add external ra. Bạn chọn hết mấy file xong bạn này, ví dụ mình vào download này. Vào đây. Đấy, add cái file này vào này, xong xong đấy này vào add một tất cả file này vào như bình như vậy, vào trong cái bạn giải nén nó ra, xong rồi bạn add hết vào được một đống thư viện như này đó. Sau đấy bạn bắt đầu code. Đây mình đã code rồi thì bạn thử, mình sẽ giải thích code này cho các bạn hiểu nhá. Package này không cần nói rồi, tạo file resource, tạo package, xong rồi tạo class Android là mình test cái app Android, à, cái file đấy mình cũng đào một file APK về để test thôi. Đâu nhỉ? Đây xem rồi bạn cứ copy đúng cái Android test app 0.17.0 này .apk sẽ lên Google là sẽ thấy file để down. Down về xong rồi import vào Appium thì nó chạy lên được. Như này. Đó. Ok. Phần code thì các bạn sẽ import. Thực ra bạn cứ code đi xong rồi cứ ấn vào nó sẽ tự import cho bạn nào. Khai báo class nhá, xong rồi bạn tạo một đối tượng Android driver là driver. Phần đầu tiên là phần trước khi test là phần before. Thì bạn sẽ có decide capability đặt biến là cap này, tạo một đối tượng mới này. Xong bạn set các điều kiện cho nó. Ví dụ design device name là nếu bạn ở đây bạn không ghi gì ấy, bạn ghi cái gì cũng được. Đây. Device name bạn không ghi gì thì ở đây bạn khai báo gì cũng được. Ví dụ mình ghi là my phone. Phần platform name thì là Android. Platform version 4.4 thì bạn cũng xem ở Atom luôn. Ghi đây 4.4 KitKat nhá. API kit này thì bạn vào terminal này. ADB device đó. Bạn có cộng này ra xong bạn vào Appium. À, bạn vào player là cái app đấy. Bạn mở app lên. Xong bạn vào ADB cell này. ADB cell. Copy cái dòng này cho mình, cái dòng đây đâm này đó. À không, mình gõ đây luôn nhé, mình đang ở lại ADB cell rồi nhá. Enter nó sẽ ra cái file cái gì nhỉ, cái API kit cho mình. API kit đây, xem nó test app nhá. Và cái app activity là cái này home screen activity nhá. Đó, còn cổng này bạn lấy ở đâu? Bạn vào Atium này. Bạn xem là nó REST trên đâu. Ví dụ như mình Atium REST đây nhá, bạn lấy đúng 0.0.0.4723 này. Bạn điền vào trong này. Đây. Còn phần này phần mặc định nhá, ai cũng làm như thế nhá. Xong driver manage timeout này. Bạn cho nó đợi 5 giây. Đây là phần test chính này, phần kia là phần before test, đây là phần test chính. Bạn driver dùng cái hàm mình test click. Mình định test như này. Player nhá, mình sẽ test vào cái file. Cái nút bottom này nó sẽ tự động nhảy bước nút bottom này test click này. Driver file element by ID này. IO chấm là cái package của mình này. Cái ID của cái waiting button test này thì bạn sẽ phải chạy một cái là
UI Automator The Viewer. Bạn chạy trên CMD. Làm sao để chạy được nó ấy? Bạn đến cái thư mục mà có SDK của bạn. Đâu nhỉ? User này, tài khoản này. Library này, chung vào cái thư mục SDK của bạn. Android SDK Tool Lib sẽ có cái như không phải nhỉ? Bin, không phải bin, bạn sẽ có cái này để chạy lên bạn kích vào cái điểm tương ứng, ví dụ như trong này đâu nhỉ, đây kích vào đây thì nó sẽ ra được cái ID của cái loot bottom đấy. Như mình đã lấy là waiting bottom test đúng không? Tiếp theo là phần end test, là phần after, sau khi test ấy, thì mình cho nó sleep 5 giây xong rồi quit nó thôi. Đây thì mình thử chạy thì nó đang bị lỗi một xíu, mình không biết tại sao sao lỗi nhỉ. Launching cái bước mình chung là mình nó vẫn chưa tự nhảy sang test đi, như mình mong muốn. Vâng, và đây thế là bạn đã có thử một cái đi test case để test với cái app, một app trên Android rồi. Vâng, và phần cuối cùng là các thành viên của nhóm là gồm có Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Nhường Thi và Phạm Ngọc Tài. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.